dầu bắt đũa thông thường thôi vẫn chưa đủ để tiêu diệt hết các vi khuẩn vi trùng gây bệnh kể cả sau khi đã lau sạch hoặc đã phơi khô Do đó, để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình trong mỗi bữa ăn, nhiều người tiêu dùng thông thái đã tìm tới các dòng sản phẩm máy khử trùng bát đĩa. Nổi bật trong số đó, luôn dẫn đầu thị trường phải kể đến là các dòng máy khử trùng bát đĩa đến từ thương hiệu Quincy, đặc biệt là mẫu máy khử trùng bát đĩa K7 vừa được Quincy cho ra mắt vào năm nay với những tính năng vô cùng vượt trội. Máy khử trùng bắt đĩa bằng tia UV Quincy K7 là sản phẩm thuộc dòng máy khử trùng bát đĩa cao cấp nhất trên thị trường hiện nay được sản xuất trên dây chuyền năm sao đạt chuẩn châu Âu. Với thiết kế sang trọng, hiện đại, đa dạng size, phù hợp cho mọi không gian bếp. Đặc biệt, máy khử trùng WinC K7 được trang bị những công nghệ tiên tiến hiện đại nhất hiện nay như công nghệ khử trùng kép bằng tia UV và ion âm giúp tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả lên đến 99,99%. ,99%. Khử hầu hết các loại virus ở cấp độ nano. Ngoài ra máy còn được trang bị những tính năng sấy nóng bằng nhiệt giúp loại bỏ mùi hôi, khử khuẩn và làm khô bát đĩa một cách nhanh chóng, hiệu quả. Thật sự từ khi mua máy cửa trùng bát đĩa bằng tiêu k 7 tôi cảm thấy an tâm hơn hẳn. À, bát đĩa lúc nào cũng khô, sạch bóng, máy rất dễ sử dụng, rất đẹp. Cửa máy thì có thể mở rộng giúp ma dễ dàng lấy và sắp xếp đồ vật Máy khử trùng bắt đĩa bằng tia UV Winxy K7 hiện đang làm hài lòng rất nhiều chị em nội trợ, giúp giải quyết mọi nỗi lo về vấn đề sức khỏe và có cho mình nhiều thời gian thảnh thời, thư giãn.